Chào mừng tất cả các bạn đã đến với hội sử dụng phần mềm CAD, CAM, CAE, CNC, 4C, HANAUI. Mình là Đàm Văn Tuấn. Trên video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lệnh Extrude trên phần mềm General Graphics NX bản 11.0. Thì trên hai video lần trước, mình đã giới thiệu các bạn phần Section là phần để chọn các đường sketch, các mặt cạnh hoặc là mặt để tạo biên dạng khối đụt. Và tiếp theo đó là phần direction là phần hướng của khối đụt. Và phần limits đó là phần giới hạn của biên dạng bắt đầu là phần start và giới hạn biên dạng kết thúc của khối đụt. Phần polygon nghĩa là cái phần mà tương tác với 3D hoặc là cái khối đụt trước đó. Thì trên video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần còn lại, đó là phần draft là phần tạo cái mặt nghiêng cho cái khối đụt. Phần tiếp theo đó là phần offset là tạo phần bù cho khối đụt. Phần setting là phần chọn các kiểu 3D, cái kiểu của cái khối đụt. Và phần cuối cùng đó là phần preview, đó là phần xem trước. Chúng ta sẽ đi vào cái tùy chọn đầu tiên của cái video ngày hôm nay, đó là tạo cái mặt nghiêng, cụ thể là các mặt cạnh của cái khối đụt. Đầu tiên thì chúng ta cũng vào chọn cái biên dạng khối đụt này. Đó. Ở đây thì mình xác định cái thông số đầu tiên đó là phần biên dạng bắt đầu của khối đụt. Ở đây mình sẽ cho nó sẽ bằng là 100. Biên dạng bắt đầu thì mình sẽ cho nó bằng âm 30. Và biên dạng kết thúc thì mình sẽ cho nó lên 100. Đó. Tùy chọn đầu tiên trong phần tùy chọn draft, phần none có nghĩa là không tạo mặt nghiêng, nghĩa là nó sẽ để chế độ bình thường. Show preview này, đó, nó sẽ không có bề mặt nghiêng. Tùy chọn thứ hai đó là phần from start limit. Đối với tùy chọn from start limit thì cái bề mặt nghiêng sẽ được xác định dựa theo cái biên dạng bắt đầu của khối đùn. Biên dạng bắt đầu của khối đùn đây. Đây, phần angle thì chúng ta sẽ nhập một cái góc nghiêng của các cái bề mặt bên của khối đùn. Giả sử ở đây chúng ta sẽ cho góc nghiêng bằng 3 độ chẳng hạn. Đó. Cái chỉ số góc nghiêng ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh. Tùy chọn tiếp theo đó là phần from section. From section nghĩa là cái biên dạng mặt nghiêng sẽ được xác định dựa theo cái mặt phác thảo. Ở trong phần form section có phần đó là phần angle option gồm có single. Single ở đây có nghĩa rằng là các cái bề mặt bên này nó sẽ có cái góc bằng nhau và bằng 3 độ. Có góc nghiêng bằng nhau. Giả sử chúng ta các góc bên, các cái mặt bên thì chúng ta sẽ cho nghiêng một góc bằng 5 độ chẳng hạn. Đó. Tùy chọn thứ hai trong phần angle option đó là phần multiple. Multiple ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh từng cái mặt nghiêng một. Giả sử ở đây chúng ta không muốn cho nó nghiêng chẳng hạn thì chúng ta sẽ để không bằng không. Đó. Chúng ta click trực tiếp vào cái dấu chấm bên này. Và cái mặt này chúng ta muốn cho nó nghiêng một góc bằng 5 độ chẳng hạn. Đó. Chúng ta sẽ tùy chỉnh từng cái mặt bên một. Tùy chọn tiếp theo trong phần draft đó là phần from section as symmetric angle. Đối với tùy chọn này thì cái biên dạng khối đùn của chúng ta phải đùn sang cả hai bên, đó là phần cả hai bên so với cái mặt phác thảo. Chúng ta sẽ đi vào cái tùy chọn đầu tiên của trong phần angle option đó là phần single. Đối với tùy chọn này thì các mặt bên của khối đùn nằm bên trên mặt phác thảo là cái friend angle. Đó, và các mặt bên của khối đùn nằm bên dưới mặt phác thảo đó là phần back angle. Ở đây thì mỗi mặt
nó sẽ ở phần trên chúng ta sẽ xác định một cái chỉ số và phần dưới sẽ xác định một chỉ số khác nhau, đó là phần asymmetric là không đối xứng. Giả sử ở trên chúng ta cho bằng 10 độ chẳng hạn, dưới cho bằng 5. Đó. Tương tự như phần trên, đó là phần multiple. Ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh được từng cái mặt nghiêng, mặt một sẽ nghiêng theo một góc chúng ta tùy chỉnh. Nó cũng tương tự ở trên. Tùy chọn tiếp theo đó là phần from section symmetric angle. Đối với tùy chọn này thì các mặt bên nằm bên trên, các mặt bên trên của cái khối đùn và mặt bên dưới sẽ có góc bằng nhau. Đó là bằng, giả sử chúng ta sẽ cho bằng 5 độ chẳng hạn. Đó. Tùy chọn cuối cùng trong phần form section của cái tùy chọn draft đó là phần match ends. Đối với tùy chọn này thì cái biên dạng bắt đầu và biên dạng kết thúc của khối đùn sẽ trùng nhau. Và ở đây chúng ta cũng xác định một chỉ số góc. Chúng ta cho giả sử bằng 10 độ cho nhìn rõ. Đó. Ở đây chúng ta sẽ kéo xuống và để phần face analysis nó sẽ để chế độ 0 giây. Đây. Ở đây thì cái biên dạng bắt đầu và biên dạng kết thúc của khối đùn nó sẽ trùng nhau. Đó là mình vừa giới thiệu xong cái tùy chọn draft tạo mặt nghiêng. Tùy chọn tiếp theo đó là tùy chọn offset, là tùy chọn để tạo phần bù. Đầu tiên trong tùy chọn offset đó là phần năm, có nghĩa là không tạo phần bù. Không tạo phần bù. Đó. Tùy chọn thứ hai đó là single side. Đối với tùy chọn single side, ở đây là phần end. Dưới trong phần single side có tùy chọn dưới đó là phần end. Đó là phần phần giới hạn kết thúc của cái khối đùn. Đây là so với cái đường sketch. Chúng ta có thể cho nó rộng ra. Cái biên dạng nó lớn ra một chút, một cái khoảng cách bằng 11, ví dụ chúng ta cho 10 chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể thu nhỏ lại bằng âm 10. Đó. Tùy chọn thứ hai đó là phần two side. Two side. Ở đây thì nó cũng có biên dạng bắt đầu và biên dạng kết thúc so với cái đường sketch. Giả sử biên dạng bắt đầu của chúng ta sẽ cho bằng 5 chẳng hạn. Đó, và biên dạng kết thúc chúng ta cho bằng âm 5 hoặc là âm 2 chẳng hạn. Đó. Tùy chọn tiếp theo đó là phần symmetric. Symmetric ở đây thì biên dạng bắt đầu và biên dạng kết thúc của cái phần bù nó sẽ đối xứng với nhau qua cái đường sketch. Đây các bạn có thể thấy nó sẽ đối xứng nhau. Giả sử chúng ta cho bằng 10 và chúng ta cũng nhập chỉ số cho nó. Đó là phần các tùy chọn trong phần offset là phần tạo phần bù. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần setting. Là trong phần setting có tùy chọn body type. Body type có nghĩa là các kiểu của cái body, là cái khối đùn. Đầu tiên là tùy chọn solid. Solid có nghĩa rằng là cái khối của mình sẽ là cái khối đặc. Solid là khối đặc. Tiếp theo là phần sheet. Sheet có nghĩa là biên dạng khối đùn của mình sẽ để dạng tấm, dạng bề mặt. Tùy chọn dưới đây tolerance có nghĩa là phần dung size. Dung size của khối. Và đến với tùy chọn cuối cùng đó là phần preview để xem trước kết quả. Khi chúng ta click vào phần preview này thì nó sẽ hiển thị cái kết quả cho chúng ta xem trước. Đó, còn khi ẩn đi, khi bỏ chọn thì nó sẽ không cho chúng ta xem trước nữa. Thường thì chúng ta sẽ để chế độ preview để chúng ta nhìn cái kết quả trước. Phần show result. Show result là dùng để bật hiển thị cái chế độ xem trước của cái khi chúng ta click OK. Đó. Đây. Khi chúng ta click OK nó sẽ ra cái body như thế này. Phần undo result
là để quay lại. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong lấy ít trên phần mềm Gino Graphic NX bản 11.0. Cảm ơn tất cả bạn đã chú ý đón xem.